hỏi: Nếu con người mà không có tham thì làm sao tiến bộ được? Con người mà không si thì làm sao có tâm bền chặt? Con người mà không sân thì làm sao biến hóa sự căm phẫn thành sức mạnh được? Đáp: Đừng có lầm lẫn. Nếu phấn khởi làm việc thì đâu phải là tham. Đấy là sự nỗ lực làm việc, chứ đâu phải là có một loại tham vọng mong cầu. Còn như nổi nóng hoặc làm những chuyện có tính cách ngu si, ví như chơi xổ số, đàn điếm, bài bạc, thì đó mới là những hành vi quá ngu si. Hỏi: Làm sao để trừ ba độc tham sân si? Đáp: Người xuất gia mỗi ngày đều học cách diệt trừ tham sân si. Ngay cả gia, nhà mà quý vị còn chưa xuất ra được, vậy mà muốn một lúc trừ ba độc tham sân si à? Nếu thật muốn diệt trừ ba độc thì nên học theo cư sĩ họ Bàn là đem tất cả châu báu trong nhà mà đổ xuống biển hết. Quý vị có làm được như vậy không? Hỏi: Như người độc thân thì có thể làm được, còn người đã có gia đình thì không cách nào làm được. Nếu đem châu báu đổ xuống biển thì làm sao giúp đỡ mọi người? Đáp: Đó là quý vị hoài nghi về sự chứng đạo của ông Bàn cư sĩ. Bởi ông ta là người ngu đần nhất cho nên mới chứng đạo. Còn quý vị thì quá thông minh rồi. Hỏi: Người thọ giới thì phải giữ giới không được sát sanh. Nhưng trong nhà con có một ổ kiến, nếu không cẩn thận thì sẽ dẫm phải chúng. Vậy mỗi ngày con đều phạm giới, chúng con phải làm sao để tiêu tội nghiệp này? Xin Hòa Thượng khai thị chỉ bảo cho chúng con. Đáp: Tôi cũng là một con kiến nhỏ, vậy chú hãy giết tôi trước đi. Hỏi: Năm vừa qua, trước khi sư phụ về Đài Loan, con mơ thấy có ít nhất cũng 7 vị tôn giả mặc cà sa đỏ và đội mão có thêu 5 tượng Phật. Tuy lúc trước con đã từng mộng thấy Phật, Bồ Tát, nhưng con chưa từng mơ thấy nhiều vị tôn giả đồng một lúc như vậy. Con xin chí thành đảnh lễ sư phụ, khẩn cầu sư phụ từ bi chỉ dạy. Đáp: Chú biết về việc đội mão có 5 tượng Phật, vậy sao bây giờ chú còn không đổi? Om Ha Ha Ha, Un Sam Mo Di So Ha.